cần gặp anh Vân cơ bắp. Đâu này hoài vậy? Đầu của cúp biển á ba. Thấy vậy thôi Tuấn ơi, quýnh lộn suốt ngày đó Tuấn ơi. Lộn suốt ngày. Ôi vô đẹp trai quá bay ơi. Halloween tại nhà. Đẹp trai quá. Không phải thấy đẹp trai. Chào Mẫn Nguyễn, chào Tuyết Nguyễn. Ba cởi cái mắt gì vậy? kính. Đó đừng cởi, để ra đeo đi. Không thấy đường, ba không thấy đường, ba không đọc được chữ. Ba không có đọc được. Kệ, để ba đeo vô đi. Mà mày đeo lên cái con mắt ba luôn đây Trời ơi. Nó bắn dập mắt tôi giờ. Giờ mất. Đã quá. Đừng đánh thằng anh. Xong. Đây. Đây. Có biển nhưng mà cầm gậy bà tiên. Để anh xem coi dẫn Đắc An nha. Cái gì báo xong ha. Trên. Rồi chào Trần Huế. Có gì rồi bữa nay về nãy anh alo em nha. Alo. Em nha. Oh, wow Vân Anh. Thôi mà có không có review đâu mà tự review của mẹ đi. Kỳ. Con không có đọc nhãn lông. Đây để con đọc của ba được rồi, con coi cho ba đọc ra đi. Đọc đó, đúng bài chưa? Đó, như vậy mới thấy là con mắt còn lại nó đẹp. Con mắt cần lại nó đẹp. Chào Minh My. Chào Khánh Vy. Mẹ đứa con tự con. Con chịu đó. Bình Phước có đài truyền hình, Bình Phước TV biết mà, anh biết mà. Đọc nhãn Long Nhân. Chào Việt Anh Đặng, chào Ngọc Tân Nguyễn, Jack Sparrow này mới uống tóc. Chào Đoàn Ngọc Hương. Gì sách ba lô. Chào Nguyễn Vũ, Nguyễn Vũ. Nghe cái mùi là con biết cay rồi. Huỳnh Nam Trung à, comment không hạp màu đen à nha. Nghe mấy cái hạt là biết cay rồi. Thôi cay rồi. Cay, cay phun lửa luôn. Đây. Chào Tuấn Nguyễn. Hạt màu gì? Huỳnh Trung. This is no longer Jack Sparrow. This is Captain Hook. Hóa trang vậy thêm son môi nữa là tuyệt. Gợi ý. Gợi ý hay á. Dân Anh, lấy cây son môi cho ba. Cướp biển bụng bự bơi giữa hồ người đẹp kìa. Lê Đức. Chào Huỳnh Vy, chào Đức Lê. Ôi, nó đưa cây son này cho ba này ba đi. Son gì á? Vân Anh á. Là cái son gì? Gold. Là son gì? Là son nó ra màu vàng á. Ghê vậy? Ừ. Thử coi. Để con sơn cho con thuận tay. Chào Trang Trang, chào Đức Lê, chào Huỳnh Vy. Rồi bữa nào anh đi bánh đa khu Phượng hả? Đường Đặng Văn Ngữ hả? Ok. Trời ơi. Màu son quá hả? Lá chùi sao? Chùi bình thường. Ở sao đâu. Không sao đâu, chị bình thường. Ừ. Ừ. Đó, hồi nãy chú nào nói sơn thêm son môi rồi nói son, tôi nói sơn tôi luôn rồi nè. Nó bấm môi. Ê, ê, chùi chùi chùi. Nó hỏi. Trời ơi, tự nhiên là hôm nay là cái ngày gì của tôi vậy trời? Ngày gì trời? Ngày trôn. Ngày vừa trang điểm xanh điểm. Màu này hợp với ba quá. Ba chỉ cần chấm thêm một rồi. Được đó, Dân Anh nghĩ hay á Dân Anh. Đưa cho mẹ cái viết gì?
Gớm. Đây 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 cô. Thua luôn, thua luôn. Chỉ cần chớp lên một cái đó. Đây. Quang Âm hay quá, đưa ngay cả Eleanor luôn. Cô không biết gì nữa đây. Giờ ba muốn một đồ nằm đâu. Chào Tí Tây Việt, đồng thời muốn cá lóc nướng lá sen hả? Ok. Muốn một đồ nằm đâu. Chào Lê Đức. Chào Bá Nam, hả? Huỳnh Nam Trung. Tài Nguyễn. Mày chấm ở đây đi. Rồi mà ngay đây hả? Ừ. Trời yeah. ơi, Việt Anh Đặng gì vậy? Ôi, đó, gì đó. Mọi người nhiều người xem ở dưới là, ở dưới. Trời xem thiệt luôn, dám 200 người lắm luôn nha. Không. Qua đi uống. Bà không được nói, bà phải im lặng Vân Anh. Ừ. Trời ơi. Nhưng anh cười sặc sụa. Mày nghĩ thêm một mục nữa thì mới đẹp. Mà ba một trên đây. Một trên đây đi. Ôi dạ. Ê cực xương má hồng cho ba. Gửi má hồng nữa kìa. Xương má. Thôi được rồi. Nhìn ba nhắm cái là bà chính. Bà chính. Bà chính gì? Ừ, chào Trang Trang, cảm ơn con nha. Cảm ơn Trang Trang nha. Không, chú làm chú thấy vui mà, chú thấy tự nhiên thôi chứ chú không có. Chú không có. Ừ, cái bà cụ ở dưới Phú Quốc đúng không? Rồi. Chào Điện Lạnh Long Vũ. Mẹ ơi. Anh vì khán giả thân yêu đi giới thiệu món anh. Có nhiều lúc gặp chủ quán cũng khó chịu, anh có thấy chạnh lòng không? Đâu có gì đâu chạnh lòng mà Long Vũ. Bị hoài à. Mà thôi, cái đó là quyền của họ mà, quán của họ thì họ có quyền thôi. Còn mình thì mình thấy quán nào ngon, mình muốn giới thiệu cho khán giả. Họ không vui thôi chứ đâu có gì đâu. Ừ. Nên là có những niềm riêng làm sao nói hết. Chắc cái này phải làm clip ha. Chào Nguyễn Nhật Trường. Chào Trần Thị Thúy Duy. Kìa, tối nay cả nhà đè Ba Điền ra làm chuột bạch kìa. Kìa, cô Nguyễn Thị Tú Trinh hỏi mua ở đâu được màu son đó gì ta kìa. À, màu son đó mua ở Vân Anh thấy cái kia. Dạ, ở mua ở gì chỗ gì nữa mình mua. Ở sao nó mờ vậy nè trời. Rồi, rồi. Màu son này mẹ mua mà. Đúng rồi, nhưng mà mua ở cửa hàng nào á. Chào Hoàng Trung, chào Đức Lê, nhận thức ăn. Mua mua son. À, mua ở cửa hàng Mumuso nha em. Chào Trần Đạt, chào Hoàng Tuấn, chào Lợi Đức. Thật là Halloween anh ơi, nhìn dễ thương ghê nhẹ, cảm ơn em. Ừ. Đúng rồi, cái miệng. Cái son đó kết hợp với những cái màu son á, sáng á, đẹp lắm. Chào Đoàn Ngọc Hương. Cái dẻ đó. Gì nữa? Chấm mấy cái mục á, giống như bị à, đúng bị rồi. Mụn cám á, Vân Anh. Chấm cái mụn ở đây nè. Không, chấm mấy cái mụn trên mụn. Chào Phạm Hằng, chào Kim Duyên. Màu đỏ màu. Chào Long Huỳnh, chào Nguyễn Hoàng Đạo. Giống thì nở quá chú. Màu đỏ đi. Đi rồi, bây giờ màu đỏ. Cướp biển Cà Ri Dê. Cướp biển Cà Ri Dê mới ghê chứ. Cà Ri Dê đây. Đình La Thằng. Vụ gì vậy anh trai đó? Vụ đang bị con gái nhìn con gái đang quậy. Chào Yến Hà, Yến Hồ. Chào Huỳnh Nam Trung. Chào Gấu Trúc, chào Bùi Bảo Ngân, chào Khánh Vi, Thị Nở thời nay, thời nãy, thời nay. Chào Mặt Trời Lặn. Anh tóc nhìn xấu hơn đầu trọc, Quốc Thắng. Rồi, đó là quậy tôi nữa đó. Mà kêu. Không kêu đâu, con tự làm. Phạm Hoàng Tuấn, hai cái mụn ruồi giống bà hội đồng quá. Rồi. Đó, nó quậy tôi nữa nè. Chấm tàn nhang nó kiểu vậy á. Trời ơi. Dạ. Ừ, tội nguyện chú. Mày không không đánh được con không? Như 300-400 ngàn gì vậy con? Không có đắt đâu. Gì vậy? Trời ơi, Hương Vương. Không được cái mũi. Rồi đây nè, siêu quậy. Ta chưa mỏ giùm con cho ba. Ta chưa mỏ giùm con. Chấm cái mũi ba nó đầy luôn rồi. Để mà chấm thêm cho. Cái lũi 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 lũi.
mẹ dễ hình trái tim mà. Trời ơi, anh trái tim dễ hình nghe con má mắt bà bích ơi, nghe má bà dễ hình con mắt dễ râu luôn kìa, con mắt bích dễ râu đi mà. Ui thôi à, ba dư râu rồi. Dễ râu mẹ, dễ hình trái tim nghe má thôi, dễ râu được hả? Thích râu gì, râu kiểu gì? Màu nâu hay màu đỏ? Màu đen, râu là phải màu đen, râu của cút à, biển. Mọi người bắn tim quá là nó bị mạng bị lát rồi kìa. Để mày coi râu của cút biển. Râu của cút biển nó sầm 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 tới đây luôn nè. Sầm tới tới đâu? Tới đây nè, tới đây. Con chào các cô chú đi. Trời ơi. Ba tự quay 3D ba. Kìa chú. Ba vừa hài vừa hề nhất nên ba phải quay ba. Rau của cái biển là rau quặp. Rau quặp đó. Phạm Hoàng Tuấn trời, vẽ một hồi không biết nhân vật nào luôn. Rau từ đây xuống dưới. Chào Trần Thị Thúy Duy. Chào cá mập Nguyễn, chào Diệp Sương. Con sợ mẹ quá. Trời ơi, dễ cái gì trời. Có cúp biển trên đời đâu. Ừ. Rồi ha. Chứ con vẽ mà. Trời ơi, cái mặt tôi. Con muốn vẽ mà. Hay không vẽ. Thì con vẽ bên kia, mày vẽ bên đây, con copy qua. Copy mẹ. Chắc mày phải chấm mấy cái râu ở dưới nữa. Một tác phẩm nghệ thuật. Cho con vẽ đu con. Đây, nè, con qua bển vẽ đi. Vẽ cái đuôi dảnh lên vậy nè, mới đúng. Không, dảnh là không phải cái biển là quặp. Đó, giờ tới con gái quậy tôi đó. Tình à. Từ 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 từ. Cái râu bà nó ghê quá. Dảnh cũng được, dảnh cũng có. Nhưng anh vẽ không có giống bên của mẹ rồi. Kệ nó đi ba. Sao mà chỉ cần chấm cái ở dưới nữa thôi là xong rồi. No no no, ở dưới phải vẽ râu. Trời, nó vừa vẽ nó vừa địch nữa. Chào Visuri. Bà ơi, bà gì mà giống ai vậy? Chú bà giờ nghỉ thôi, cái quán cà phê con chơi nha. Không phải bà khó lắm em. Chính là bà chính. Bà chính. Bà chính râu ria. Kìa, cái chú nói vẽ râu cho mẹ luôn kìa. À, bị chi ta. Nó vui kìa. Oh no. Giống con cá trê. Giống thật luôn á. Xem anh mà em ăn không nổi cơm. Chỉ cần giọt tập tè. Nhưng anh đừng che mắt ba. Tại vì á mà ba muốn kì. Một rồi trên má xích xuống chút xíu nữa là giống chú Chí Tài. Chú Chí Tài chứ. Oh no. Ba ơi ba. Lỡ là cho lố luôn hiểu không? Coi lỡ rồi. Cái nắp đâu mà anh? Con dục cái nắp ở đâu rồi? Hai cái quán anh. Quán cà phê của con là gì Thắm Trương, địa chỉ? Đó con mượn cái bút con vẽ thêm. Thôi đủ rồi. Con vẽ lát nó bị lố đó. Ừ, con anh đội nón này đẹp quá con. Thì đó. Không có thề. Con nói nghe. Ồ, Thắm Trương bán cà phê bình dân có 6.000 đồng một ly hả? Hay vậy Thắm Trương? Ừ. Mai trên đường đi anh có ghé đó. Anh có ghé ăn hủ tiếu, ăn Mỹ Tho, ăn ở Mỹ Tho rồi xong rồi kiếm quán cà phê uống đó. Rồi Thắm Trương nhắn cho anh cái số, cái địa chỉ đi, anh ghé ủng hộ. Review cà phê 6.000 một ly. Bây giờ đâu có nhìn ra Điền Công Tử nữa. Điền Công Tử bị hại quá. Ơi da. Bà này bị hại. Bà ghê quá mẹ ơi. Bà ghê thiệt luôn. Mày coi coi.
Đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 3. Nè, giống chưa? Thành phố Mỹ Tho hả ba ơi? Ba giống ai vậy ba? Giống nhân vật này chưa? À, mình có cái khăn đó Vân Anh. Hãy lấy cái khăn cuốn cho ba. Cuốn cái gì vậy trời? Cái này không phải là rau ria của cái biển đâu, mà là ria của cá bòi. Gần giống cá trê rồi đấy chú. Không phải ba. Nhìn giống là cướp biển ở cái vùng Bà Chính. Trời ơi, có gì vậy? Cái vùng Bà Chính. Nè, ba bấm nút ở đây là nó chiếu đèn đó ba. Thôi bấm nút chưa. Bấm nút chiếu đèn rồi. Nó chiếu đèn. Này, để lấy cái cọng này đây đi. Cú đi. Ba là cú đi. Đi ngay vậy đi. Ngồi lên đi ba. Ba ơi, ba chỉ cần mặc áo vô là nó vừa đủ rồi đó ba. Mặc áo vô đi ba. Con bấm nó. Bấm nó chi vậy trời. Bó tay luôn. Cho nó lắp đánh. Cho nó tắt cái này đèn đi, tắt đèn. Tắt đèn nó mới thấy chứ. Thôi tắt đèn tao đâu thấy mặt ba đâu. Thì nó thấy cái này. Thằng nhóc con em đang nhìn chú chăm chăm luôn, hì hì, chắc nó thấy lạ quá. Lạ quá. Nó thấy lạ quá. Nhìn làm sao ra được nữa. Trời. Hai mẹ con hại anh mà nhìn anh cười đau ruột luôn. Thôi giờ này đừng ai ăn nha, ăn bị sặc ráng chịu nha. Ba giọt cái tay lại. Ba giọt cái tay lại. Giọt ba làm lại. Như thế. Cái gì vậy Nhân Anh? Ba làm kiểu coi. Kiểu gì? Con phải làm đi ba bắt trước. Ba làm vậy nè. À, làm gì nè? Ôi! Không. Sao? Ba làm vậy nè. Đi Đức á. Vậy hả? Ê! Là ba chu mở lên. Sáu banh vào lòng. Sáu banh vào lòng. Đây, đây là thủ phạm. Bây giờ ba thử làm giống Bà Chính nha. Bà Chính là làm gì? Bà làm gì? Con phải làm đi, ba bắt trước. À vậy hả? Bà Chính. Xong. Một sáng tạo đêm Halloween thành công của Vân Anh. Cố gắng phát huy, em cười chảy nước mắt rồi. Con đọc được không? Ba cười như răng ba. Ừ. Rồi ba làm cái mặt giống cúc biển đang ác cho ba. Rồi ba để cái tay lên đó. Mà quá cầu lên. Không không? Cầu lên. Trời. Còn em nữa bên kia đang học bài. Rồi thôi, Colorman vẫn không vui chút xíu mọi người nhá. Không được tạm biệt hả? Ba phải đem cái này qua cho bà ngoại xem, bà ngoại cười đé té xỉu. Con kêu mẹ bà ngoại, kêu bà ngoại coi livestream đó. À, con nói bà nghe nè, có người nào á mà coi cái clip này á mà bị cười từ nay tới giờ ngựa. Ủa, cười tới sáng luôn không? Có, nè, có mấy cô chú đang cười tới sáng luôn nè. Cười sáng. Xem cái clip này là muốn ơi làm giống bài để chụp hình lại, để làm kỷ niệm cho lấy cái hình đó ra xem cho nó vui á. Hài thiệt kìa, cái môi giống phù thủy lắm chiêu quá Vân Anh ơi kìa. Chú nè, chú nói là cái môi giống phù thủy lắm chiêu Vân Anh ơi kìa. Cái môi này giống cô cách trê. Đây là đứa này nè, nó quậy tôi nè. Các chị cứ nghĩ thêm vui cười nữa ba phát chị chơi. Chào Minh My. Rồi. Ê, chưa tạm biệt. Kẹp kẹp lên cho nó vui. Trời ơi, nó kẹp, cái kẹp luôn. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Xe trái lắm. Rất là bất kỳ. Không kẹp mà con phải kẹp mấy cái này nó mới nổi.
Rồi thôi comment chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye rồi kìa mẹ lại em giùm con đi. Rồi tạm biệt không mọi người được nha. Bye bye ba ơi. Mọi người đi chơi vui vẻ nha. Ba không được bye bye. Để con kẹp thêm cái này. Đây nè đó. Rồi ok. Rồi. Rồi chụp lại tấm hình trước khi tẩy trang nha. Hấp dẫn quá anh ơi. Hấp dẫn quá. Tí bôi không ra là mai khỏi đi làm luôn á. Các bạn y tá đang trực bệnh viện nhìn anh mà bỏ chạy hết rồi. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Mọi người đi chơi vui vẻ nha. Bye bye, bà Chính. Bye bye, bà Chính. Bye bye, bà Chính. Rồi, để về ngủ đi, bà đi. Rồi, chúc mọi người Halloween vui vẻ nha. Happy Halloween nhé. Ý, gì ho mặt tôi trời. Bye bye cô chú. Chào cô chú đi. Rồi xin chào tạm biệt. Bye bye. Chú xin bà Chính. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye bà Chính. Rồi con sẽ chụp tấm hình này xong post lên nha. Thể theo lời yêu cầu của các bạn nha. Good idea. Ba làm như bà là cái mặt ngầu lên. Bà làm như thế nè. Làm sao? Là cái mặt ngầu vậy nè, là cái mặt ngầu rồi làm gì? Rồi, để đây. Rồi, sao? Cổ gì nhìn cái mặt ba kìa. Ba làm mặt nữa nè. Ba làm gì nè ba? Chào, tạm biệt mọi người. Ba. Chụp mình làm gì đó. Làm sao? Ba là cái mặt ngầu rồi ba làm gì? Cái mặt ngầu giống hồi nãy á. Đúng không? Đúng rồi. Sao? Ba ơi, ba. Bye bye, see you. See you tomorrow morning. Yeah. Okay.